4 tháng trước, những nữ sinh này đã bắt đầu dự án kinh doanh đầu tay dịp Trung Thu. Khởi đầu khá suôn sẻ và thu về một số vốn nho nhỏ. Vào dịp 20 tháng 10 này, tranh thủ những ngày cận lễ, các bạn tiếp tục kinh doanh thêm mặt hàng mới. Doanh thu về là khoảng tầm 4 triệu. Trong cái đợt 20 tháng 10 lần này thì bọn em dự định là sẽ kiếm được gấp đôi cái lần vừa rồi ạ. Số vốn lần này bọn em trộm vía là không cần phải bỏ ra quá là nhiều, bởi vì là bọn em đã tận dụng lại những cái doanh thu và lợi nhuận từ những cái đợt trước. Toàn cây nhà lá vườn cả, ví dụ như nhà kho bọn em đang đóng thì là nhà của em. Tem mát với các visit này là của máy in của nhà bạn Hiền. Rơm hoặc là hoa khô của nhà bạn Hà. Cái số vốn bỏ ra thì rất là ít, mỗi bạn chỉ góp tầm 500.000 thôi. Khi mà bán theo dịp như thế này thì bọn em vẫn có thời gian để vừa học và vừa kiếm, vừa làm việc nữa. Tận dụng những tiềm lực sẵn có, người góp của, người góp công, nhiều bạn trẻ đã thu về lợi nhuận nhất định sau mỗi vụ mùa buôn bán. Thế nhưng kinh doanh vẫn luôn đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực và kiên trì. Đây, đây và đây là những gì còn sót lại sau dịp 8 tháng 3. Hơn 100 chiếc kẹp tóc hoa sứ là tổng số hàng tồn sau mùa kinh doanh đầu của bạn nữ này. Giờ chỉ còn có thể mang tặng bởi xu hướng đã lỗi thời. Thật ra mình làm thì mình cũng liều đấy. Vì mình không đánh lường trước được cái rủi ro của nó là gì. Mình tự làm từ A đến Z, không có thời gian để ngủ. Và cũng không thể đảm bảo được cái tính chất công việc ở bên ngoài của mình nữa. Dù vậy, điều quan trọng hơn cả là những bài học sau mỗi lần dám thử. Đây cũng là dịp để tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Dự án khởi nghiệp này của mình chỉ diễn ra trong khoảng 2 tuần thôi, nhưng mà mình cũng thu lại được kha khá. Bạn có thể chia sẻ con số được không? Mình đã thu được 30 triệu trong vòng 1 tuần. Và mình chỉ chạy quảng cáo 200.000. Là những cái sự trải nghiệm này cũng đã mang lại rất là nhiều những cái lợi ích cho các bạn trẻ. Ví dụ như là những kỹ năng sẽ được rèn luyện, như là kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp, rồi bên cạnh đó là cái tính kỷ luật. Thì sau này khi mà trưởng thành, khi mà tốt nghiệp thì nó sẽ mang lại giá trị rất là lớn cho các bạn trẻ. Người ta vẫn hỏi mua em? Và người ta vẫn hỏi mua đấy ạ. Hai cái đêm một tuần này. Trong khoảng thời gian lâu dài thì mình cũng có dự định là sẽ bán những mặt hàng về lâu về dài hơn. Nhưng mà trong một cái thời điểm nào đó có cái mặt hàng trend thì mình cũng sẵn sàng bắt trend. Nếu như mà bọn em kiếm được nhiều thì nó cũng rất là vui. Nhưng mà nếu như mà không được nhiều thì bọn em vẫn coi đó là một kỷ niệm quý giá của thời sinh viên. Khởi nghiệp thời vụ với nhiều bạn trẻ, đầu cứ chỉ tập trung vào lợi nhuận. Đôi khi, việc lấy công làm lãi và những bài học kinh nghiệm thu được mới là điều quý giá nhất. Một, hai, ba, yeah!